Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Giá xăng phát sốt, Bộ Tài chính lại đưa ra thêm đề xuất mới. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Tài chính cho biết cơ quan này dự kiến tiếp tục trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giảm một số sắc thuế và các giải pháp điều hành giá liên quan đến xăng dầu để kiềm chế lạm phát trong thời gian tới. Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi thông tin, Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu phương án về khả năng giảm kịch khung thuế bảo vệ môi trường đối với mặt hàng này, đề xuất trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng theo lãnh đạo Bộ Tài chính, diễn biến gần đây cho thấy thị trường xăng dầu thế giới sẽ còn nhiều biến động khó lường, khó dự báo, tiềm ẩn các nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn cung xăng dầu trong nước. Trước đó, ngày 21 tháng 4, Bộ Tài chính có công văn xin ý kiến các bộ ngành địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp có liên quan về dự thảo nghị định biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, trong đó đề xuất điều chỉnh giảm thuế nhập khẩu ưu đãi xăng từ 20% xuống 12%. Phương án này tuy không hạ nhiệt được giá xăng dầu, nhưng về lâu dài sẽ giúp đa dạng hóa nguồn cung xăng dầu trong nước, tránh phụ thuộc nhập khẩu từ Hàn Quốc và ASEAN, hai thị trường hiện có thuế nhập khẩu ưu đãi. Từ mùng 1 tháng 4, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu cũng đã được điều chỉnh giảm 50% cho đến hết năm. Thuế bảo vệ môi trường theo đó còn 2.000 đồng mỗi lít xăng và 1.000 đồng với dầu diesel, mazut, dầu nhờn, chưa VAT. Tại phiên họp điều hành giá ngày 14 tháng 6, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đánh giá áp lực lạm phát sẽ còn cao hơn giai đoạn đầu năm, đặc biệt là giá xăng dầu tiếp tục tăng gây tác động tới giá một số dịch vụ, hàng hóa khác, dẫn tới công tác điều hành giá của Chính phủ dự kiến gặp nhiều khó khăn. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành theo dõi sát, đánh giá, phân tích kỹ tình hình để triển khai các giải pháp cũng như tham mưu cho cấp có thẩm quyền kiểm soát giá theo mục tiêu Quốc hội giao. Đối với mặt hàng xăng dầu, Phó Thủ tướng chỉ đạo cần phải điều hành linh hoạt, sử dụng quỹ bình ổn giá hợp lý, triển khai các biện pháp đảm bảo nguồn cung và dự phòng phương án nhập khẩu khi cần thiết. Ngoài ra, cơ quan quản lý cũng phải kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu xăng dầu qua biên giới. Bắt đầu từ công khai, minh bạch. Thưa quý vị và các bạn, thảo luận về luật thực hiện dân chủ ở cơ sở tại Quốc hội hôm qua 14 tháng 6, đại biểu Hoàng Văn Cường Hà Nội nêu ý kiến vừa mang tính phát hiện nhưng cũng phản ánh suy ngẫm của cá nhân rằng nếu chúng ta nhìn lại tất cả những vụ án tham nhũng vừa qua, từ việc đặt máy xét nghiệm trong bệnh viện, mua bán đấu thầu thiết bị y tế, mua bán tài sản công hoặc kể cả mua bán vụ Mobifone thì thấy giống nhau một điều là tất cả những vụ này đều được thực hiện rất đúng các quy trình, có đầy đủ các cơ quan có chức năng tham gia, định giá. Nhưng có một điều cũng giống nhau nữa là không được minh bạch, không được công khai, không có thông tin để cho người dân biết. Cũng theo vị đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, trong vụ án ông Nguyễn Đức Chung lợi dụng chức vụ quyền hạn mua chế phẩm Redoxy 3C để xử lý ô nhiễm ao hồ, nếu công bố công khai cho người dân biết rằng nước hồ này phải xử lý bằng hóa chất này, được mua ở đâu, đơn vị nào cung cấp cho thành phố, giá bao nhiêu, chắc chắn sai phạm không thể kéo dài từ năm 2016 đến năm 2020 mới phát hiện ra. Hay trong vụ án kit test của công ty Việt Á, nếu thực hiện dân chủ ở cơ sở qua việc công khai thông tin là nhà nước phải mua của Việt Á một kit test với giá như thế, hải quan cũng công khai thông tin là hàng tháng Việt Á đã nhập kit test từ Trung Quốc về bao nhiêu với giá là 0,955 đô la Mỹ một kit test, thì chắc chắn chúng ta sẽ không để cho các địa phương, CDC các tỉnh phải mua với giá như giá của Việt Á bán và cũng sẽ không xảy ra hàng loạt vi phạm như thời gian vừa qua. Trong thời gian rất dài, chúng ta đã có rất nhiều quy định pháp luật, từ các đạo luật đến quy định của Đảng liên quan đến công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, không chỉ đối với các cơ quan nhà nước mà cả với người dân thông qua dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Song thực chất và hiệu quả đến đâu, rõ ràng cần phải rà soát, đánh giá và tổ chức lại. Kinh nghiệm phòng chống tham nhũng từ các nước tiên tiến trên thế giới hiện nay đều đặt vấn đề công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình lên hàng đầu. Bởi vậy, theo nhiều chuyên gia, về nguyên lý, để giám sát hiệu quả hoạt động của cơ quan công quyền nhà nước, nhất là cơ quan hành chính, phải công khai, minh bạch, bởi không có ai dám ăn vụng dưới ánh đèn neon. Trong phát biểu của mình trước Quốc hội hôm qua, đại biểu Hoàng Văn Cường cũng tha thiết bày tỏ, nếu thực hiện tốt dân chủ cơ sở, công khai minh bạch để người dân biết được thông tin, nắm được mọi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước trong việc sử dụng các nguồn lực công khai trong các quyết định có liên quan đến người dân, đến cộng đồng, thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được rất nhiều ý kiến tham gia đóng góp của người dân để mang lại kết quả, quyết định đó tốt hơn, đồng thời tránh được các sai phạm,
không để nhúng sâu như thời gian vừa qua. Lương chưa đuổi kịp giá. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Nghị định số 38 ngày 12 tháng 6 năm 2022 quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Vấn đề này đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Trong đó, Nghị định đã quy định mức lương tối thiểu hàng tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Đối tượng áp dụng gồm người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động gồm doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận. Trước đó mới chỉ quy định mức lương tối thiểu vùng theo tháng. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, thực tế mức lương tối thiểu tháng quy định hiện chỉ áp dụng cho người lao động làm những công việc có tính chất ổn định trong khu vực chính thức. Đối với người lao động làm những công việc có tính chất linh hoạt, làm việc không chọn thời gian cho các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ như nhà hàng, siêu thị, quán cà phê, thì việc sử dụng mức lương tối thiểu tháng làm căn cứ thỏa thuận trả lương theo ngày, giờ, tuần đối với người lao động sẽ thiếu cơ sở để áp dụng linh hoạt, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Này, từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, mức lương tối thiểu tháng được chia theo 4 vùng. Vùng 1 tăng 260.000 đồng từ 4.420.000 đồng một tháng lên 4.680.000 đồng một tháng. Vùng 2 tăng 240.000 đồng từ 3.920.000 đồng một tháng lên 4.160.000 đồng một tháng. Vùng 3 tăng 210.000 đồng từ 3.430.000 đồng một tháng lên 3.640.000 đồng một tháng. Vùng 4 tăng 180.000 đồng từ 3.070.000 đồng một tháng lên 3.250.000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6%, tương ứng từ 180.000 đồng đến 260.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức lương tối thiểu giờ cũng theo 4 vùng. Vùng 1 là 22.500 đồng một giờ, vùng 2 là 20.000 đồng một giờ, vùng 3 là 17.500 đồng một giờ và vùng 4 là 15.600 đồng một giờ. Trước đó, Quốc hội đã có nghị quyết số 17 năm 2022 về số giờ làm thêm trong một năm, trong một tháng của người lao động trong bối cảnh phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Theo đó, số giờ làm thêm trong một năm được quy định. Trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ, nhưng không quá 300 giờ trong một năm, trừ một số trường hợp. Số giờ làm thêm trong một tháng được quy định. Trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong một năm có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 40 giờ nhưng không quá 60 giờ trong một tháng. Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các chuyên gia trong lĩnh vực tiền lương, việc quy định mức lương tối thiểu giờ giúp mở rộng độ bao phủ và tăng tính bảo vệ của tiền lương tối thiểu đối với các nhóm lao động làm những công việc linh hoạt, bán thời gian theo quy định của Bộ Luật Lao động. Cùng với quy định về số giờ làm thêm thì việc tăng mức lương tối thiểu cũng như quy định mức lương tối thiểu theo giờ cho thấy quyền lợi của người lao động đã được bảo vệ. Đối với người lao động, việc tăng mức lương tối thiểu cũng như số tiền làm thêm tính theo giờ là rất cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế cũng như tính đến lâu dài. Thời gian vừa qua, sau 2 năm cả nước dồn lực phòng chống dịch COVID-19, không chỉ người lao động mà cả cộng đồng doanh nghiệp đều trải qua nhiều khó khăn. Trong khi đó, giá xăng lại tăng liên tiếp, vượt quá 32.000 đồng một lít và chưa có dấu hiệu dừng lại, càng tác động mạnh tới đời sống người lao động. Có thể thấy, việc tăng lương tối thiểu vùng 6% cho người lao động từ mùng 1 tháng 7 năm 2022 được đánh giá rất tích cực, nhưng vẫn chỉ là chạy theo thị trường, chưa bao giờ đuổi kịp mức tăng của giá cả. Nhiều chuyên gia cho rằng, thu nhập thực tế của người lao động thường phải chạy theo giá cả thị trường. Trách nhiệm của những người làm chính sách là phải rút ngắn khoảng cách ấy. Đời sống của người lao động ổn định thì xã hội mới phát triển. Chính vì vậy, việc tăng mức lương tối thiểu cũng như tiền làm thêm giờ của người lao động cần phải được quy định ở mức cao hơn.